Ban giám khảo, quý thầy cô và quý bạn đọc sách. Em tên Võ Xuân Nghi, học sinh lớp 3A, trường tiểu học Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Hôm nay, đến với cuộc thi truyền cảm hứng từ sách năm 2022 của Thư viện tỉnh An Giang. Em xin tham gia phần thi đọc sách trực tuyến với câu chuyện Người Mẹ của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Câu chuyện Người Mẹ của tác giả Andersen. Bìa cuốn sách có màu xanh, chữ có màu xanh, đỏ và đen, có hình học sinh đang đeo khăn quàng đang hát, rất đẹp. Câu chuyện bắt đầu như sau. Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, thần chết đã bắt nó đi. Thần đêm tối đóng giả một bà cụ, mặc áo choàng đen, bảo bà thần chết chạy nhanh hơn gió và sẽ chẳng bao giờ trả lại những người mà lão đã cướp đi đâu. Bà mẹ khẩn khoản cầu xin thần chỉ đường cho mình, đuổi theo thần chết, thần đêm tối chỉ đường cho bà. Đến một ngã ba đường, không biết phải đi lối nào, ở đó có một bụi gai băng tuyết bám đầy. Bụi gai bảo, tôi sẽ giúp bà, nếu bà ủ ấm tôi. Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai đâm chòi, nảy lọc và nở hoa ngay giữa mùa đông buốt giá. Bụi gai chỉ đường cho bà. Đến một cái hồ lớn, không có một bóng thuyền. Nước hồ quá sâu, nhưng bà nhất định vượt qua hồ để tìm con. Hồ bảo, thôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống. Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chả, đến nỗi đôi mắt theo dòng rọi rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của thần chết. Thấy bà, thần chết ngạc nhiên, hỏi, vì sao ngươi có thể được tìm được đến tận nơi đây? Bà mẹ trả lời, vì ta là mẹ, hãy trả con cho ta. Câu chuyện nói lên tình mẹ thật bao la, vì con, người mẹ sẵn sàng làm tất cả. Sau đây, em xin mượn bài thơ Tình Mẹ để thay cho phần kết câu chuyện của mình. Bài thơ như sau. Dù con đếm được cát sông, nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Dù con đo được sớm chiều, nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Dù con đi hết trăm miền, nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn, nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Ôi tình mẹ tỏ trăng sao, như hoa hồng thắm một màu thủy chung. Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. Phần thi đọc truyện của em đến đây là hết rồi. Em xin chúc sức khỏe ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô và quý bạn đọc sách. Kính chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng kính chào.